túi chống sốc tôm tóc đến từ USA dành cho MacBook Pro 14 inch. Đây là một dạng túi chống sốc và túi sắt có khóa sắt bằng da. Chúng ta phải đi vào chi tiết từng màu. Khóa sắt bằng da PU rất là chắc chắn. Mình có thay đổi màu ở trên phần da là điểm nhấn trên cái túi sách này. Nhưng thông thường thì túi thâm tóc được chất liệu bên ngoài có tính năng kháng nước, kháng bụi và một vải dệt rất là cao cấp. Đây là logo của thâm tóc. Dây kéo của IK. Chúng ta cùng mở bên trong nhé. Đây là một dạng túi sách mà chỉ cần mở bên hông thôi là để máy tính vô được rồi. Bên trong là lớp microfiber rất là mềm mại, chống trầy xước cho máy tính. Xung quanh được một cái lớp 300, bảo vệ 360 độ rất là dày. Bên đây còn trang bị thêm một cái ngăn kéo mở rộng. Chúng ta để được rất là nhiều đồ. Cái tăm tóc thì lúc nào cũng bảo hành dây kéo 12 tháng. Chắc chắn là anh chị để phần dây kéo lúc nào. Ngăn kéo, ngăn mở rộng và cái ngăn chính đều được thiết kế dây kéo công nghệ Nhật Bản, rất là nhẹ nhàng, chắc chắn. Đây là màu đen. Với cái mẫu tăm tóc này thì có sự cắt da màu trung tính, dễ lựa chọn cho tất cả các đối tượng.
tóc là một thương hiệu có nổi tiếng rồi đến từ USA, thì đây là một sự lựa chọn của đa số khách hàng mà sử dụng MacBook hoặc là iPad. Chị rất là chắc chắn mà. Chúng ta xách trên tay là không có sợ bị rớt rơi rớt.